Vâng, xin chào anh chị Quý Thành, chào mừng anh chị đã quay lại vlog toàn trung ô tô Gia La đi mua xe mọi miền Tổ quốc nha. Thì con này con xe Nissan Terra số sàn máy dầu. Xe này lần đầu tiên có mặt tại toàn trung anh chị. Lúc đó mới ra em cũng rất là thích cái xe này, thấy nó to, nó đẹp, hầm hố, rộng rãi và giá cũng phải chăng nữa. Nên là nhưng mà không có cơ hội để mua được. Nay thì cũng xe này rất ít thị trường nên là hôm nay may mắn cũng được anh khách ở Vũng Tàu để lại cho một con số sàn ít cây số. Cái dòng này thường thường chạy dịch vụ nên là nhiều cây số lắm nha anh chị. Thì em không ưu tiên mua, có xe nào ít cây số gia đình đi thì em mới thu. Xe này thì rất là mới nha anh chị, xe này thì có hai mấy ngàn cây mới tin nè. Đó, máy dầu anh chị nha, cái này máy dầu màu trắng. Cái này em chưa chạy thử nên không biết đi ngon hay dở như thế nào. Thì con này em sẽ về em quay review chi tiết, em đánh giá nó thử. Nó cùng phân khúc với Fortuner, với thằng Chevrolet Trailblazer em vừa mới bán, rồi thêm nữa là đúng rồi, Ford Everest nữa. Nhưng Ford Everest số sàn ít ít lắm, ít ít mua được lắm. Và thằng này được cái nó rộng rãi, to, rộng rãi cũng như thằng Chevrolet Trailblazer. Thì để về em chạy thử thì máy móc như thế nào, rộng rãi làm sao, em review chi tiết cho anh chị nha. Mấy bữa có một chiếc 5.000 cây nữa mà em mua bị hụt mất, chiếc màu đen. Nên là rút kinh nghiệm, chiếc này là phải mua cho tốt tốt giá đó, 72 T ra. Anh chị nào biết xe này thì để lại bình luận ở dưới những cái điểm ưu nhược điểm của xe này để anh dưới để em còn tham khảo, em tư vấn cho khách hàng. Điều hòa thì nằm trên trần, em rất là thích cái điều hòa nằm trần này, phải xuống xuống dưới này, mát mẻ và nó cũng tiện lợi nữa. Cái này to lắm nha anh chị, cái này gập hai băng ghế nữa, băng ghế trước nữa là thành cái giường nằm luôn á. Biển số 44862, em mua chính chủ một chủ luôn. Xe có sao anh nói vậy, chạy xước mấp méo cũng có nói, anh rất là kỹ, anh có nói hết, chụp từng chỗ xước giống như em đi đi bán cho khách em cũng chụp ạ. Nên là rất là thoải mái, tới là giao tiền và lấy xe thôi. Đó. Anh chị nào thích máy dầu tầm tiền loanh quanh xe này thì giá nó cũng cũng cao nha anh chị, chứ không 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 rẻ đâu. Xe này giá nó phải 700 mấy nha anh chị. Xe này đời 2019 anh chị. Xe này anh cũng tham khảo nhiều nơi rồi nhưng mà toàn chung là giá tốt nhất. Có vết mốt rồi về em phải hút em làm. Em thích cái mẫu này nha, cái mẫu này giống mẫu Isuzu MX. Quên cho em bổ sung thêm này, nó có một cái phân khúc của nó là Isuzu MX máy dầu nữa, nhưng mà em thích cái mẫu này nhất trong phân khúc á. Mẫu này làm em ấn tượng nhất luôn á, nó đẹp, nó cơ bắp anh chị, động cơ nó này rất là đẹp. Bạn biết chạy nó có hay không, để em về em chạy thử. Fortuner thì nó là huyền thoại thần thánh rồi nên là anh chị đẩy lên nên là nó giữ giá. Với lại cũng đúng là nó cái dòng đây nó cũng đi vào tiềm thức con người Việt Nam mình rồi. Fortuner thì em cũng về mấy chiếc 2019, mà cái tổng Fortuner 2019 mà đẹp như vậy chắc phải 900 mấy. Thì nếu anh chị muốn tiết kiệm 200 mà mẫu mã đẹp thì con này cũng cũng phù hợp nha. Mà không biết máy nó chạy ra sao, nó nhẹ nhàng không, để về em check rồi em báo cho anh chị. Anh chị có xe bán thì cứ liên hệ với bên em nha, 0777 26 26 26 hoặc là 0922 325 679 hoặc là 0929 325 679 nha anh chị. Và cũng là 0928 325 679 hoặc là 0979 325 679 để em định giá và hỗ trợ mua bán giao dịch với anh chị toàn quốc nha. Toàn quốc là có nghĩa là tỉnh này cũng mua, miễn sao xe đẹp ít cây số, tiêu chuẩn của toàn chung vậy, xe gì cũng mua, đời chín mấy cũng mua, nhưng mà ít cây số xe đẹp. Với lại đọc anh chị đi ở muốn bán giá cao, xe chất lượng là bảo đảm toàn sẽ phục vụ được anh chị. Em phương châm em là cạnh tranh về chất lượng chứ không phải cạnh tranh về giá nha. Riêng ô tô thì toàn phương châm rõ ràng và định hướng rõ ràng của công ty khi mà bước chân vào thị trường ô tô này thì cạnh tranh với nhau và bằng chất lượng thôi, chứ còn giá cả là không cạnh tranh. Honda thì tụi em cạnh tranh bằng giá. Xe máy á, tụi em cạnh tranh về giá và chất lượng phục vụ, còn mà ô tô thì cạnh tranh về chất lượng phục vụ và chất lượng xe nha anh chị. Đó, chứ còn giá thì tới thằng chung thì sẽ đắt rồi, nói thẳng luôn, tới thằng chung sẽ đắt. CRV bản L 2019 nha anh chị, ở Nha Trang, nhập Thái Lan, máy 1.5 turbo màu bạc, xe rất là đẹp, chạy hai mươi mấy ngàn cây, hai mấy 30 ngàn cây. Đó là những con xe mà toàn mua đúng theo phân khúc tổng mua. Cái màu đây, cái màu gọi là màu màu xanh titan hay bạc titan đó. Tới tận nơi là hỗ trợ khách hàng thủ tục giải ngân ngày đô hết luôn nha anh chị. Đó, mua cũng rất là nhanh gọn và anh chủ xe anh cũng rất là vui.
ảnh bán xe cho em xong, trong quá trình mà chờ đợi bên bên ngân hàng giải chấp cái cà vẹt ra, ảnh đi mua xe với Toàn luôn, ảnh đi mua xe với bên Toàn rồi chạy xe vừa giùm cho bên em luôn. Rất là cảm ơn anh nha, lần nữa rất cảm ơn anh bỏ thời gian ra đi cùng với em luôn, trong quá trình chờ đợi cái con xe này giải chấp ngân hàng là anh đi cùng với em rồi đồng hành cùng với em đi mua xe luôn. Rất là vui nha anh chị. Anh chị nào thích cái CRV 7 chỗ Honda bản L là bản cao nhất, L hoặc là top, nó có cửa nóc đủ thứ. Em chuẩn bị về một cái bản G nữa. Bản G thì đời nó thấp hơn nha anh chị, đời nó là 2018, cũng đẹp, xe cũng đẹp. Nói chung để mua được rồi em khoe, chứ để khoe mất xe nữa. Người ta hẹn thứ hai không nhận cọc nên là ở tận miền Trung, hẹn thứ hai không nhận cọc nên là ok. Để đó, chứ để anh em nay cứ đi theo dõi Toàn biết à, biết Toàn đi đâu là chọt vô mua mất xe. Rồi Xpander đó, mua xong CRV anh em đi mua con Xpander số tự động, xe này đi cũng ít cây số, ba mấy ngàn anh chị, 29 nhập khẩu. Anh chủ CRV đi với em luôn nha, nếu mua được là anh chạy về giùm luôn đó. Rất là hay đó. Xe thì tới kiểm tra chất lượng máy móc mọi thứ ok, tụi em sẽ tiến hành hướng dẫn khách đi làm với giấy độc thân á, tại vì khách không có giấy độc thân. Nếu mà chưa có vợ thì anh chị bắt buộc phải có giấy độc thân mới ra ký công chứng cho em được đó, nên là tụi em phải hướng dẫn anh đi làm giấy độc thân. Xe rất là đẹp nha, màn hình Android đầy đủ, về chỉ việc đi thôi. Xe này thì hơn 500, bữa nay Xpander giá nó cũng 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 nhích nhẹ nha anh chị, nhích nhẹ. Toàn cũng muốn bán rẻ cho anh chị lắm, nhưng mà anh chị muốn Toàn bán rẻ cho anh chị thì anh Toàn cũng không có xe mà để mà bán anh chị luôn, mấy đơn vị khác họ cũng mua nên là phải mua máu lửa. Toàn chỉ có cố gắng giảm bớt cái chi phí và cái lợi nhuận bằng cách là để anh em Toàn chung đi, không thuê mướn bên ngoài nữa, không thuê đối tác, không mướn đối tác, họ không nhờ vả dịch vụ đi lấy xe hộ nữa, mà chính nhân viên Toàn chung đi nó cũng đỡ chi phí rất là nhiều. Rồi không cho xe bàn đi đi xe giường nằm hoặc đi xe đò xuống rồi chạy về, chạy bộ về. Mấy bữa có đi xe bàn nó tốn tiền lắm anh chị, nay xe bàn chỉ việc đi giao xe cho khách thôi, bí lắm rồi mới đi mua. Và cũng khoe anh chị là Xpander Toàn nhiều lắm nha, Toàn mua tới 3 chiếc màu bạc, rồi một chiếc đi có 2019 mà đi 100 cây. Anh chị nghĩ xe Xpander mà đi 100 cây chuẩn bị siêu phẩm xuất hiện Toàn Trung nha. Bây giờ em phải cho xe bàn đi vô tới Hậu Giang để chở xe đó về, chứ chạy không dám chạy, chở về nó gấp 3 lần cái tiền mà thuê người chạy, nhưng mà chạy về nó lên cây số. Người ta đi từ 2019 tới giờ mà chạy mấy trăm cây mà mình mới có mấy ngày mình chạy 500 600 cây, nó phí. Nên là em cho xe bàn vô luôn, chấp nhận thương đầu để mang siêu phẩm nó về cho anh chị, hàng làm hàng độc luôn á. Xpander 2019 chạy 100 cây, nói anh chị không tin nhưng mà về anh chị sẽ thấy màu đen. Em mua Hậu Giang, đúng là người Việt Nam nhiều người giàu thiệt chứ, mua cái xe về không đi quên luôn, quên chạy luôn, dục luôn. Rồi tiếp theo là đi mua con Suluto đây, nhưng mà Suluto hồi giờ em mua rất là nhiều, và đặc biệt con này là con bản Luxury, nó có đề start top anh chị, đó, đề start top. Và cái này là 221, chủ xe ở Đắk Nông đi hơi dơ một xíu thôi, về em sẽ dọn rửa lại. Xe này thì đi 221 đi mười mấy ngàn cây mới tin à. Đó, nhưng mà được cái là đề xe ta top. Cái này thì hơn 400 anh chị, cái này thì nó gần gần sát sát xe mới 500 mấy. Cái này anh chị mua lướt thì đỡ được mấy chục thôi, thì anh chị cảm thấy suy tư được thì ủng hộ Toàn. Mấy xe này Toàn mua cũng khó khăn lắm, mua tranh giành đấu đá nhau mệt lắm. Xe đẹp thì nó khó mua, xe xấu thì dễ mua, người này chê người kia mua đè giá mua được. Toàn lúc này cũng phải nhích giá rồi phải đấu với nhiều người khác, và Toàn cũng được anh chị ưu ái thương thương tình nên là cứ đưa làm giá trước, làm giá trước là làm nền cho mấy anh kia. Nghe nói Toàn Trung mua bao nhiêu là anh kê lên anh mua, giống như em nghe người ta mua nhiều em kê lên, nói chung là cạnh tranh nó vậy anh chị nhiều lúc không biết sao. Nhưng mong anh chị đừng cho em đi đầu, anh chị cho em đi cuối đi, nếu thương Toàn thì cho Toàn đi cuối, ví dụ tham khảo hết đi, chỗ này chỗ kia đó tôi bán cao hơn cho 10 20 triệu ông mua đi đó cho nó dễ, chứ cứ bắt em ra đòn trước. Mà ra đòn thì bảo đảm anh chị là ra thì luôn luôn muốn mua rẻ về bán cho khách hàng cho nó rẻ mà bán nhanh chứ. Nhiều con là anh chị ra ra đòn là dễ bán lắm,
họ chị tham khảo, và nói thẳng luôn tôi tham khảo chỗ này rồi nè, giờ giá này thì tôi bán nè, chứ lúc nào chạy giá ok để đó anh hỏi vợ, hỏi vợ mấy bữa sau điện lại cái anh bán rồi. Mệt thiệt cái chứ, đúng là có nóc nhà lợi hại. Toàn chắc cũng ít 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 năm nữa phải lo cưới vợ, chứ không có nóc nhà là không được rồi. Rồi tiếp theo là cái Tucson anh chị, 2021 đăng ký 22, xe này chạy 2.000 cây, xe này em theo lâu lắm rồi, theo chắc phải 6 tháng rồi. Theo từ cái thời mà em có hai Tucson kia mới về đó, mà anh tiếc anh không đi, mà anh cứ cứ cắt miết à, mà anh phải phí quá. Giờ anh chờ cho giá tăng nữa, mà anh kêu chắc không tăng nữa đâu, nên thôi bán cho Toàn luôn, tham khảo cũng nhiều rồi. May mắn anh điện lại rồi hốt luôn, 2.000 cây siêu mới, xe mới không có, toàn chung lại có tiếp. Nhưng mà cái này cái vui là chỉ có cái Hyundai Tucson hoặc Santa Fe nó làm em mua càng ngày nó càng cao nha. Giống như mấy tháng trước là em mua cái Tucson này là nó loanh quanh đâu đó là nó có 850, 86 thôi, về bán 88, 87, 88, bây giờ là phải mua giá 88, 89, về bán 900 mấy. Đau đầu thì cái chứ. Xe này thì về chắc em bán lời ít ít thôi, nhưng mà có sản phẩm mới giống trưng cửa hàng cho đẹp vậy thôi, chứ còn nói lời thì không không lời rồi. Không lời nhiều rồi, có lời nhưng mà không có lời nhiều, không ăn thua. Bỏ ra tầm tiền đó không ăn thua, 890 về bán 901, 952 thì cũng không ăn thua lắm. Đó, xe mới thì tới 990, mà nghe nói tới mấy tháng mới mới có xe thì anh chị đỡ được mấy chục rồi đó, tùy anh chị. Giờ hãng là cộng lạc cộng đồ rồi tùm lum tùm la. Tì le ra đó cũng 900 mấy mà cũng phải đợi chờ rồi. Vợt vặt nhau rồi đến lúc không có xe rồi cãi nhau mệt lắm anh chị. Đó. Ảnh cũng vô nhiều đồ chơi, nói chung ảnh ảnh về rồi ảnh cũng vô đồ chơi này nọ, anh chị mua xe cũ thì anh chị đỡ là anh chị đi thôi, nhiều người vô hết anh chị chỉ việc đi. Còn xe mới thấy vậy chứ 900 mấy rồi cũng loanh quanh phải tỷ tỷ mấy. Làm tới này làm cái kia nó cũng cũng vậy anh chị. Anh chị nào ở Đắk Lắk thì giữ được biển, mà tỉnh khác thì bấm biển mới và tốn 2% thuế. Cái này tốn 2% thuế. Người ta đóng 10 thì anh chị tốn 2 thôi, 2 cũng chục triệu, mười mấy triệu nữa là hết rồi. Là hết đường rồi. Nên là anh chị nào thích thì đến với Toàn, còn có thì lấy cái giá tham khảo. Em cũng mong muốn là có những cái sản phẩm mới quay review cho anh chị. Xe mới em về, mua về em bán em quay còn được, mà mấy cái xe này thì đối với em bình thường người ta lỗ rồi, đối với bình thường. Em mua nhiều anh chị thích thì em mua mới về em mua quay lỗ luôn mà. Chuẩn bị tháng 8, tháng 9 là Toàn có Raptor mới nè, rồi Toàn có Everest mới. Đầu tiên để quay cho anh chị em đặt cọc hết rồi. Đó, có hai xe đó. Quay xong là bán thử có lỗ không? Hy vọng là không lỗ. Anh chị chờ Toàn nha, Toàn đặt một chiếc màu cam, Raptor màu cam với một chiếc Everest màu trắng, không biết cái màu có hợp không? Em thấy trên hình đẹp đẹp cũng đặt. Nhiều lúc ưng ưng đặt xe chứ về cũng không biết làm gì với cái xe đó luôn ạ. Đó thì Tucson này sẽ cập bến Toàn chung thời gian sớm nhất, anh chị có xe lướt muốn bán đừng quên Toàn nha, 0777 262626, đó là số định giá. Anh chị nhắn tin Zalo nha, số đó ít 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 nghe điện thoại lắm, tại vì số đó mấy bạn online trên máy tính là nhiều, ít nghe điện thoại lắm. Hoặc là điện thoại thì anh chị điện 0922 325 679, điện không được thì còn điện 0928 325 679, và không được nữa là 0929 nha anh chị. Đó, nó chỉ đổi số đầu thôi. Tiếp theo là nhân viên bán hàng anh em lại đi về nhà khách lại thu xe của khách, khách bán khách mua Toàn chung về cũng ít đi quá nên là thôi tiếc bán. Ô bán là tụi em đi ngay, cũng trả giá cũng thêm phần hỗ trợ này nọ để thu xe về thôi. Những cái xe em bán ra lại máu lắm, nhưng mà Toàn chung Toàn không kịp máu đâu, nhiều anh em còn máu nghe nghe Toàn nghe xe của Toàn là còn mua máu hơn nó thiệt. Anh chị nào quen biết salon cứ hỏi, nhiều người cứ nghe xe của Toàn cái chuyển cọc luôn, không cần coi luôn, nó nói thiệt. Anh em salon họ cũng biết cái phong cách em làm, mà không phải nói để khoe quảng cáo, nhưng mà cũng 50 là quảng cáo và 50 là nó cũng thực tế anh chị, cái nào có em mới nói thôi, chứ còn ba cái này thì có gì đâu, ai cũng biết rồi mà có gì đâu mà khoe khoang nhiều đâu. Nói vui là cũng cũng đó, rất là vui mừng cái thành quả của mình nó được ghi nhận, tất cả mọi người ghi nhận, từ khách hàng, từ đối tác, từ bạn bè, mọi thứ họ đều ghi nhận. Nên là bữa giờ
xe của Toàn bán ra hầu như là quay lại, Toàn bữa giờ là mất ba xe rồi, mất salon khác mua liền, dành mua liền, mua còn cao. Có nhiều người họ mua em cái xe mà không tưởng tượng được là cái xe Celento mua em 482, đi mấy tháng giờ có salon trả 48, lỗ 2 triệu. Hỏi em giờ mua nhiều, em kêu giờ thôi giờ bán người ta đi chứ. Bây giờ em mua lại cũng kỳ, tiện giờ mua lỗ 2 triệu cũng kỳ. Rồi có nhiều anh chị mua, có nhiều dòng xe mua Toàn lên giá như mấy cái xe bán tải á. Năm ngoái mua 560, giờ bán lại 600, lời 40. Xe Ranger. Em cũng không hiểu luôn. Em cũng không hiểu đường nào luôn. Nhất là bán tải. Như Hilux mấy bữa em bán 620, giờ bán lại em 66 có mua không? Em không mua, em nói thử không mua cái sau điện lại mất xe liền. Mà cũng salon khác mua liền. Ghê thiệt. Nhiều lúc mình cũng không biết tính sao luôn. Tiếp theo là con xe Mitsubishi Xpander. Cũng là Xpander biển Hà Nội nhưng mà xe ở Nha Trang luôn nha anh chị. Anh chủ anh công tác trong đây nên là anh đứng biển hộ khẩu Hà Nội nên là anh phải đứng biển Hà Nội đi trong Nha Trang. Xe ảnh thì rất là đẹp, 2019 màu bạc. Nói chung sao bữa nay Toàn có duyên với xe màu bạc ghê á. Toàn là xe màu bạc không à, tùm lum hết. Đó, xe này thì bốn mấy ngàn cây. Số tự động, đề ta tóc đầy đủ hết nha anh chị. Xe tỉnh nào em cũng mua hết nhưng mà ưu tiên miền Trung, miền Nam với lại xe ở trong miền Nam thôi. Họ cái chất xe trong miền Nam đi cũng đẹp với lại họ hay rửa, nó mới. Miền Bắc cũng được thôi nhưng mà khí hậu miền Bắc với lại cái chất nước ngoài miền Bắc nó làm cái xe nó xuống nhanh quá anh chị. Nhưng không biết họ đi họ giữ gìn sao nhìn nó xuống quá ghê quá. Chứ không phải phân biệt vùng miền gì đâu. Mình thực tế là anh chị nào ở ngoài miền Bắc thì cũng biết rồi. Để lại bình luận dưới là cùng km mà hai hai miền mang ra nhau khác quá liền. Đó anh em Toàn Trung xuống tới nơi, xem ok, xong xuôi hết rồi. Chuyển tiền và chị vợ bay từ Hà Nội vào để ký công chứng nha anh chị. Chồng ở đây nhưng mà vợ Hà Nội thì cũng phải chị bay từ Hà Nội vào để ký công chứng giúp giùm tụi em, chứ còn mà làm dịch vụ nó tốn tiền lắm. Thì tùy tùy khách hàng à, muốn đường nào em cũng hỗ trợ, muốn công chứng vợ ở một nơi mà chồng ở nơi vẫn được, thì đó nhờ dịch vụ thôi. Anh làm bất động sản hay gì dưới Nha Trang á, nên là anh hú tụi em xuống lấy luôn đó. Đội đồ nghề là kiểm tra, anh em kiểm tra đầy đủ hết rồi, đâm đụng mọi thứ. Và đa phần nhiều xe sao không biết họ hay bị mất con đội lắm nha. Không biết con đội bán được bao nhiêu tiền mà sao cứ ai cứ đi lụm mấy cái đó. Lốp xe cua rồi chưa hạn mới tin anh chị. Anh chị nào có xe bán thì nhớ liên hệ bên em nha. 0922 325 679, 0928 325 679. Ngày mai tụi em đi một cái ở gì An Giang, Hậu Giang, rồi thứ hai là Huế đó, có mấy tỉnh đó anh chị có xe bán thì em đi coi luôn cho, coi hỗ trợ luôn cho anh chị để anh chị có được cái xe nó ok nhất, nó tốt nhất và bán được giá tốt nhất, nhanh gọn lẹ nhất nha.